sở thích như thế nào thì bạn cũng sẽ đồng ý rằng logo móc cầu của Nike là một trong những logo thời trang phổ biến và dễ nhận biết nhất. Giờ đây, Nike ngoài việc sở hữu gian hàng riêng ở hầu hết các trung tâm mua sắm nổi tiếng. Nếu nhắc đến một item có thể phối cùng quần jean thì thật vô lý nếu áo thun không xuất hiện đầu tiên. Nghe có vẻ đơn giản và có phần bình thường, nhưng thực tế, combo quần jean, áo thun chưa bao giờ lỗi mốt và luôn là một sự lựa chọn an toàn tuyệt đối. Nổi tiếng với sự tiện lợi và cực kỳ dễ mặc, quần jean và áo sơ mi nghiễm nhiên trở thành những món đồ không thể thiếu hàng ngày của các cô gái. Quần jean kết hợp với áo sơ mi là phong cách đơn giản nhất dành cho các chị em công sở. Tạo dáng chữ T, chống một bên tay và để chân một cách tự nhiên, tạo thành đường cong nhỏ khi đứng thẳng.